có những cái luận điệu ấy là như thế này, họ coi thường cái vai trò cái khả năng của bọn ba que ở nước ngoài đó. Thì chị theo chị nghĩ thì cái họ họ nói rằng là ba que vì nó chết lâu rồi, nhưng còn tất cả những cái thằng khác ấy, nó chỉ là cái thành phần ất ơ, nó không đáng để mà chúng ta phản biện. Thì em cảm thấy đây là một cái luận điệu nó có mang cái tính chất là có nó giống như là nó một cái nhận xét nó rất vô trách nhiệm đấy. Thì em nói đúng rồi đấy. Bởi vì Thì sao? nếu nếu mà nếu như mà cái lời em nói á, thì chị thấy nếu ai phát ngôn ra cái câu nói đó thì chứng tỏ là chưa tìm hiểu rõ cái thực tế. Nếu nói để mà nói cái thành phần chống cộng ở hải ngoại nó không làm ảnh hưởng gì đến trong đất nước, thì cái này là cái người mà nói ra là chưa thực tế. Bởi vì sao? Cho thấy cái cuộc biểu tình ngày mùng 10 tháng 6 em thấy thế nào? Vâng, em thấy rõ ràng đấy là có một cái bàn tay của bọn 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 chống cộng ở hải ngoại. Bàn tay nó ấy vào rất là sâu vào trong cái tình hình của Đúng đất nước rồi. chúng ta. Đúng rồi, thì Đó. chị nói với em là ở đây á là những cái người mà vừa rồi người ta bị giống như là bị người ta bị mù thông tin, và khi người ta lên mạng người ta nghe những cái người đó nói hay quá người ta nghe. Thì cái này là rõ ràng là một cái sự thật rồi, mà tại sao vẫn cứ nói là không có phải do cái những cái người mà ở trên cộng đồng mạng là từ nước ngoài đưa về. Vâng, đó thì em cảm nhận như thế này. Thì thực tế mà nói đấy, cái mác Việt Kiều ấy nó đâu đó ở trong lòng người dân Việt Nam nó vẫn có một cái giá trị nào đó nhất định. Đúng rồi. Và cộng với lại cái gì, cộng với lại cái có một chút nó gọi là bên thường thường ấy, là nó không phải là Việt Kiều nó làm nên tất cả, hoặc là cái bọn ba que xỏ lá nó có thể làm được tất cả, nhưng nó có vai trò kích động. Nó kích động bằng gì? Kích động bằng Nó lời nói, bị động. Ừ. kích động bằng cái mà gọi là giá trị dân chủ và Đúng nhân rồi. quyền. Và cái nguy hiểm hơn ấy là theo những cái kích động đó nó còn có một chút kích thích bằng đô la. Chính xác luôn. Nó không phải là một lực lượng, nó không có cái vai trò đóng góp nhân lực trong cái việc đi biểu tình hay chống phá sự bình yên đất nước, nhưng nó có vai trò rất lớn, là cái nguyên nhân, nó giống như là nó là cái nguyên nhân thổi bùng cái ngọn lửa của những kẻ bất mãn trong đất nước. Bằng cái gì? Bằng cái gọi là giá trị dân chủ mà chúng nó kêu khoe khoang, bằng cái sự kích thích bằng những cái đồng đô la nhỏ mọn, nó làm mù mắt của một số kẻ bất mãn trong chế độ. Đúng rồi. Thì chúng ta vả lại này, em nói thật, dù nó có ít có nhiều, nhưng ai cũng có thể khẳng định ba que là một mối họa. Nó có nhiều ít em không biết, nhưng nó là một cái rất xấu của đất nước. Thì chị em mình nên đây phản biện lại những cái, dù rằng theo mọi người có nghĩ rằng ừ nó không 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 ảnh hưởng nhiều, thì chúng ta sức nhỏ đúng không, cái khả năng cũng rất là nhỏ, chỉ tuyên truyền để tiêu diệt những cái mà họ nói là nhỏ cũng không có ảnh hưởng gì cả. Còn cái vấn đề họ nói là chúng ta cần phải đấu tranh với lại quan tham nhũng hay là những cái người này người kia ở trong đất nước, em nói thật cái đó đấy nó phải, chúng ta chỉ có thể tuyên truyền chứ chúng ta không có quyền làm thay pháp luật. Chính xác. Hiện nay có một số tư tưởng chống lại cái cách làm của chị em mình đó, em có thể khẳng định được một điều là người ta không thích cái cách làm chị em mình và cũng không thích những diễn đàn của chị em mình. Về cái một số bạn bảo là không còn ba que đâu mà diệt. Thực ra bọn dân chủ cuội trong nước của mình nó còn nguy hiểm hơn bọn ba que. Bọn ba que rất là nguy hiểm, nhưng bọn dân chủ cuội trong nước của mình ý, thì nó nắm bắt thông tin, nó đi tắt đón đón đầu rất là tốt. Và chính vì nó đi tắt đón đầu thì nó lại xuyên tạc rất nhanh. Cho Đúng nên rồi. nếu mình không nắm bắt được những cái đi tắt đón đầu của nó để bẻ gãy luận điệu xuyên tạc của nó, thì mình luôn luôn là người đi sau nó. Mà đã đi sau nó thì nó là kẻ chiến thắng rồi. Lúc đó là bài rồi, đã vài nghìn like rồi. Đúng không ạ? Cho nên nếu nếu mọi người bảo là không còn ba que thì đó là một điều sai lầm lớn. Không còn ba Cái đấy que thì ai còn nói? nó còn Cái đấy ai nói là cái người nói là không suy nghĩ? Chứ thực tế chị thấy là ba que bây giờ kể cả như là nói thẳng ra như sư 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 thầy chùa như là Thích Thông Lai còn đương lên vâng. làm ba que kia đó, thì tại sao mà mình không phản biện lại những cái lời ông ta nói?
Nếu nói để cho cái ông Thích Thông Lai này ông ấy nói á, thì rất nhiều người dân mình tin. Mà em phải biết rằng khi mà người dân người ta đã tin rồi á, thì người ta cứ miệng này nó truyền qua miệng này nó truyền qua cái tay, miệng này nó truyền qua cái chân. Và tất cả những cái đó Vâng. làm ảnh hưởng rất lớn đến cái tư tưởng Vâng. của những cái Em người xin dân lỗi chị của Ngọc mình. Hiếu, em trả lời anh Nguyễn Ngọc một cái comment của anh Nguyễn Ngọc thôi. Nguyễn Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc ơi, đúng là chúng em lên đây là để chia sẻ, để học hỏi và không phải là moi móc nhau. Cá nhân em hứa với anh là em không bao giờ moi móc ai cả, mà em luôn luôn góp ý để xây dựng thôi. Nhưng nếu mà người đó có một cái dã tâm để bôi nhọ hoặc bôi đen em thì đó là việc của người ta. Em không để không để ý việc đó và em không gay gắt về 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 cái việc đó đâu. Bởi vì trên không gian mạng này đối với cá nhân em không mất mát một cái gì cả. Nhưng mong anh nếu tham gia góp ý xây dựng thì công tâm cho cả đôi bên ạ. Em chỉ nhắc nhở anh thế thôi. Còn em biết anh có những cái lời nói hoặc comment khác. Tuy nhiên anh em mình nên bỏ qua ở đây và không bới móc lại là lại lại nữa. Em xin lỗi anh là em cái đất nước của mình ở trong ngay trong nước của mình ấy thì bọn dân chủ cuội nó là kẻ đi tắt đón đầu mà thâm độc lắm. Nếu mà nói về cái về về cái nói mà nó bôi nhọ hình ảnh Bác Hồ ấy thì chúng nó là những cái kẻ nguy hiểm nhất bôi nhọ. Chính những cái Đúng người ở hải ngoại họ chỉ biết là chửi thề văng bậy thôi, nhưng những cái không, người em người cho ở chị trong ngã dân chủ chỗ cuội. này. Cái thứ Vâng. nhất, nếu như em nói là hải ngoại mới chỉ chửi thề văng bậy không, chưa đủ. Bởi vì sao? Bằng chứng đã có rất nhiều người trong nước nhận tiền từ hải ngoại. À vâng đúng chị. Nhưng mà nếu mà thâm thâm độc nhất thì phải là cái bọn dân chủ cuội trong nước. Nó thâm độc lắm chị ạ. Em là người theo dõi chúng nó mà em biết mà. Nhưng chẳng qua là em theo dõi thì em không bao giờ em comment, không bao giờ em like bài chúng nó cả. Em chỉ biết em theo dõi thôi để em nắm bắt thông tin thôi. Thì là những cái gì chúng nó đưa ra thì đều nắm bắt được, kể cả thằng đầu sọ. Em cũng biết. Nhưng em không comment và không like, nhưng chúng nó rất thâm độc, kể cả cái cách chúng nó xuyên tạc. Đúng không ạ? Cho nên là ngay cái hôm chú Trần Đại Quang mất, em đã nhắn tin cho anh Hạo Lam rằng bây giờ có phương án nào để bẻ gãy luận điệu xuyên tạc của nó không. Em đã hỏi anh Hạo Lam như vậy, em để bàn em với anh Hạo Lam em làm những việc đó thì em bàn với anh Hạo Lam, và anh Hạo Lam anh dày dặn kinh nghiệm hơn, em biết cái điều đó thì em bàn với anh ấy thì anh có cũng bày cách cho em. Nhưng cái quan trọng nhất trong cái đất nước của mình ngoài dân chủ cuội ra thì là bọn công giáo cực đoan, một số thành phần linh mục công giáo cực đoan, mà em phải nhấn mạnh luôn đó là công giáo. Tất cả bọn dân chủ cuội hiện đang kết nạp Cái đó tất cả nếu như vào đạo nói đạo công công giáo. giáo, công giáo thì mình nói nó hơi rộng, mình nói là những cái thành Không, phần linh mục. không để chị không hiểu ý em rồi, chị không hiểu ý em rồi. Để em nói lốt. Tất cả các thành phần dân chủ cuội có 95% đều gia nhập đạo công giáo và đạo công giáo đang đỡ đầu cho bọn dân chủ cuội. Đó là em khẳng định luôn. Đấy là không em thì em không bàn rộng đâu, nhưng em nói là ý em nói là bọn dân chủ cuội này này có 95% là được đạo công giáo gia nhập đạo công giáo và nó đỡ lưng, nó chống lưng cho dân chủ cuội. Chính vì vậy mà những cái bài viết của nó chị để ý mà xem, nó lên like một cách kinh khủng luôn. Đó là like dạo đấy chứ không phải là like thực. Còn thực tế dân chủ cuội trong nước của mình cũng không phải là quá nhiều. Còn nó lôi kéo một số thành phần biến chất, nó lôi kéo một số thành phần như như là ví dụ như nhà dân tham về cái mảng mà Lê Dũng Vô Ba ấy, là nó sẽ lôi kéo được một số bà con là về với phía của nó để nó làm gì, để nó viết đơn như là Nguyễn Thị Tâm chẳng hạn đấy, nó viết đơn nó kêu gọi. Nhưng thực tế là những cái người đó tìm đến 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 cái cửa của Lê Dũng Vô Va và Nguyễn Thị Tâm thì không bao giờ đạt được cái kết quả mà chỉ trục lợi bằng cái trò chính trị bì ổi thôi. Đó là chính trị bình dân bì ổi đấy ạ, nó trục lợi từ đó thôi chứ còn không bao giờ giải quyết được hậu quả. Còn muốn được giải quyết được hậu quả thì phải đến cơ quan chính quyền mới giải quyết được chứ. Thì có nghĩa là hôm nay chị em mình nói chuyện với nhau như này đã là một cái hình thức tuyên truyền cho bà con rồi, đúng không ạ? Chị em mình nói Đúng chuyện rồi. bình thường mà có những đụng chạm đến chính trị đâu, đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng đó là mình hình thức tuyên truyền bà con rồi, như vậy là có hiệu quả chứ không phải là không có hiệu quả, đúng không chị? Cho nên là Chị nói diễn đàn thẳng của với chị em một điều như này này, nếu không có hiệu quả chị không dám nhận là những anh em như chị là đã làm được cái gì hay không làm được cái gì chị không quan trọng. Nhưng chị vâng. nghĩ cũng một phần nào đó góp vào cái tiếng nói để cho bà con trong nước khi người ta nghe. Hôm nay người ta không hiểu, ngày mai người ta sẽ hiểu ra vấn đề là chỗ nào là thật, Vâng. chỗ nào là giả. Vâng. Chết rồi, mạng của chị kém quá. Ủa kém lắm hả?
Mạng của chị kém. Em thấy mạng của chị dừng hình mà. Ủa sao bên này chị vẫn thấy bình thường, mọi người thấy nào? Ủa, thế sao hai mạng của em kém vậy? Có mà mạng chung kém thì có ấy. Đó thì ở đây là nói chung là anh chị em nên cố gắng, mỗi người có một cái. Rồi Ngô Hiền Mai xuống rồi thì em mời anh Thành Trần Trung nhé. Một phần công